Vua cá coi thắng Ngô bế bổng Hà Thanh Xuân, lại ngôn tình cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Kể từ sau đám cưới, nhất cử nhất động của cặp đôi vua cá coi thắng Ngô và ca sĩ hải ngoại Hà Thanh Xuân luôn nhận được sự quan tâm chú ý từ cộng đồng mạng. Không ngoa khi nói, ngay sau khi về chung một nhà, đôi vợ chồng son đã gặp phải scandal lớn nhất đời mình. Nàng bị chỉ trích là kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của chồng và vợ trước, còn chàng cũng bị chửi mắng là kẻ bạc tình, giàu đổi bạn sang đổi vợ. Tuy nhiên sau đó, chính vợ đầu tiên của thắng Ngô đã lên tiếng khẳng định nguyên nhân ly hôn là do cả hai không chung quan điểm sống và chưa biết yêu đúng cách. Thanh Đào cũng nhấn mạnh Hà Thanh Xuân không phải người thứ ba. Khi sự thật được sáng tỏ, thắng Ngô đã vui vẻ mở lại trang cá nhân và có một số hoạt động khiến mọi người dồn nhiều sự quan tâm chú ý vào anh. Thời gian này, anh tập trung cho gia đình và phát triển công việc. Anh khẳng định bản thân đang hạnh phúc bên vợ trẻ và không còn quan tâm đến thị phi xung quanh mình. Tối 22 tháng 5 vừa qua, vua cá coi đã chia sẻ hình ảnh chụp cùng bà xã Hà Thanh Xuân trên Facebook cá nhân và nhanh chóng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng. Trong bức ảnh này, cặp đôi thể hiện tình cảm ngọt ngào và đầy hạnh phúc khi đi du lịch ở Ninh Bình. Đại gia thắng Ngô còn nhấc bổng vợ mới, trong khi giọng ca hải ngoại ôm cổ chồng cúi đầu nhìn đắm say. Kèm theo bức ảnh này, đại gia thắng Ngô viết lời ngôn tình cảm ơn em vì đã đến bên đời anh. Trong khi ông xã đã trở lại sử dụng mạng xã hội, thì Hà Thanh Xuân vẫn quyết định giữ im lặng và khóa trang cá nhân, mặc những ồn ào để không ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư. Trước đó thắng Ngô cũng quay hình chụp cùng con gái. Anh tiết lộ đây chính là cô gái đặc biệt của đời mình, người con gái chưa bao giờ làm tôi buồn. Trong hình hai cha con tươi cười rạng rỡ, gạt hết những muộn phiền vì ồn ào vừa qua. Những lời nói đậm chất ngôn tình của vua cá coi thắng Ngô sẽ chẳng có gì đáng quan tâm nếu mạng xã hội không đào mộ chuyện gia đình anh. Trên các diễn đàn, nhiều người đã tung bằng chứng về việc giàu đổi bạn sang đổi vợ của doanh nhân giàu có này. Không dừng lại ở đó, dân mạng còn đồng loạt tấn công vào trang cá nhân của cả anh và vợ mới, đến mức cả Thanh Xuân vào khóa bình luận trên fanpage, còn Facebook của cả hai vợ chồng đều phải ẩn. Giữa những lùm xùm, vợ cũ của thắng Ngô là doanh nhân Thanh Đào cũng bất ngờ lên tiếng về chuyện đổ vỡ hôn nhân. Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, cô cho biết Hà Thanh Xuân không phải là nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ của cả hai, bởi thời điểm cô ấy xuất hiện, giữa chúng tôi đã có sự rạn nứt. Bản thân vợ cũ thắng Ngô cũng chưa bao giờ đổ lỗi cho Hà Thanh Xuân và khẳng định nữ ca sĩ không có lỗi trong chuyện này. Sau tất cả, nữ doanh nhân vẫn khẳng định thắng Ngô mãi mãi là người thân của mình và mong rằng mọi người dừng bàn tán để cuộc sống được bình yên sau khi hôn nhân khép lại. Dù chia tay, nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, cùng nhau chăm sóc con gái chung. Vua cá coi cũng cho hay, ngoài để lại tài sản cho vợ cũ, hàng tháng anh cũng chu cấp tiền nuôi con. Trong một diễn biến khác, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền đoạn clip về vua cá coi và ca sĩ Hà Thanh Xuân có nội dung: từ ông vua cá coi, tiền bạc cứ gọi là hàng trăm tỷ lẫn siêu xe. Sau khi đổi vợ, giờ anh đi theo làm hậu trường đeo túi sách quay clip các thứ, phục vụ cho ca sĩ Hà Thanh Xuân đi diễn. Theo đó, nam doanh nhân xuất hiện trong bộ đồ áo phông đơn giản, đứng dưới sân khấu quay hình ảnh cô vợ trẻ Hà Thanh Xuân. Nhìn đủ để thấy cặp vợ chồng son này rất tình cảm và hạnh phúc.